Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Vlog Review và so sánh những mẫu xe Mercedes-Benz chính hãng. Và nếu đây là lần đầu tiên quý anh chị đến với video của em, thì em là Thịnh Lê, chuyên viên tư vấn và đại diện bán hàng đến từ đại lý Hasako Điện Biên Phủ. Kính thưa quý anh chị, trong video ngày hôm nay Thịnh sẽ mang đến cho quý anh chị một so sánh chi tiết giữa hai mẫu xe đều thuộc dòng C-Class, dòng xe bán chạy nhất toàn cầu của thương hiệu Mercedes-Benz. Bên tay trái của Thịnh đây là mẫu xe C300MG, mẫu xe mang phong cách thể thao đầy đủ tiện nghi với mức giá bán là 2.099.000.000. Và bên tay phải của Thịnh là mẫu xe thể thao thực thụ AMG C43 với khối động cơ vô cùng mạnh mẽ. Vậy thì với mức giá 500 triệu đồng trên lệch thì mẫu xe C300 và C43 sẽ có những điểm gì khác nhau? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay quý anh chị nhé. Kính thưa quý anh chị, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phần ngoại thất và cụ thể đây sẽ là phần đầu xe. Như quý anh chị thấy, mẫu xe C300MG sẽ được trang bị gói thiết kế MG Line với điểm đặc trưng là mặt lưới tản nhiệt, họa tiết sau rơi. Đây cũng sẽ là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt duy nhất ở phần đầu xe giữa AMG C43 và C300MG quý anh chị nha. Về hệ thống chiếu sáng thì C300 vẫn là cụm đèn Digital Line giống như là trên C43. Cả hai mẫu xe này có công nghệ chiếu sáng tương đồng như nhau. Phần hốc lướt gió cũng rất là thể thao mạnh mẽ, đặc trưng của gói thiết kế MG. Sáu mắt kính phía trước, hệ thống radar trong gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, camera 360 toàn cảnh thì cả hai mẫu xe này cũng đều tương đồng nhau. Tuy nhiên, thì trên C43, quý chị sẽ được trang bị một gói thiết kế MG chính hiệu quý chị ạ. Chúng ta sẽ có một mặt lưới tản nhiệt với tên gọi là Panamericana, rất là đặc trưng của những mẫu xe MG 2 số sở hữu có động cơ mạnh mẽ và hiệu suất thì rất là cao. Cảm giác lái cũng vô cùng phấn khích quý chị nha. Và điểm đặc trưng của mặt lưới tản nhiệt này là chúng ta sẽ có những thanh nan dọc được mạ chrome sáng bóng vô cùng dày dặn, vô cùng thể thao ở đây. Ở đây sẽ là dòng chữ MG nhấn nhá cho mẫu xe này, thể hiện khẳng định rằng đây là mẫu xe hiệu suất cao quý anh chị nha. Trung tâm vẫn sẽ là một logo 3D to bản giống như là trên xe 300MG thôi, cũng sẽ là radar đa nhiệm trong gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Đó, tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất ở phần đầu xe giữa MG C43 và C300 đó chính là phần mặt lưới tản nhiệt này thôi quý anh chị nha. Và thật sự là cũng có rất là nhiều quý anh chị khách hàng mua xe C300 nhưng mà lại cực kỳ thích mặt lưới tản nhiệt MG này, cũng đã thay về cái mặt lưới tản nhiệt này quý anh chị ha. Tuy nhiên còn trên C43 thì chúng ta sẽ làm một mẫu xe thể thao thực thụ nên đây sẽ là một mặt lưới tản nhiệt được trang bị sẵn trên xe à, quý anh chị. Tiếp đến thì điểm khác biệt lớn nhất với mức giá 500 triệu đồng cao hơn giữa C43 so với C300 đó chính là nằm ở khối động cơ quý anh chị à. Đối với C43 thì quý anh chị sẽ được trang bị khối động cơ có dung tích xi lanh vẫn là 2.0 lít thôi, nhưng đây sẽ là khối động cơ với mã M139 cực kỳ đặc biệt, công suất sẽ cao hơn C300MG rất là nhiều quý anh chị nhé. Cụ thể là khối động cơ M139 này sẽ cho ra công suất cực đại là 408 mã lực và 500 Nm moment xoắn. Đi cùng với nó sẽ là hộp số MG 9 cấp đa đĩa ly hợp. Và đây không phải là một khối động cơ bình thường quý anh chị nha. Và đây sẽ là một khối động cơ được lắp ráp thủ công theo triết lý One Man One Engine. Đây, mời quý anh chị cùng xem qua khối động cơ. Khối động cơ lắp ráp thủ công theo triết lý này thì chúng ta sẽ có chữ ký của người kỹ sư đảm nhiệm quy trình thủ công 100% của khối động cơ này ngay trên phần nắp động cơ luôn quý anh chị ha. Và nói về khối động cơ này, chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều công nghệ đặc biệt quý anh chị ha. Ví dụ như là chân gá động cơ có thể điều khiển cứng mềm, giúp cho mẫu xe của chúng ta lại càng ổn định hơn, đặc biệt là ở những dãy tốc độ cao quý anh chị nhé. Tiếp đến là về công nghệ tăng áp, đây cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt trên C43 quý anh chị à. C300 hay là tất cả các dòng xe của thương hiệu Mercedes-Benz thì chúng ta đều có công nghệ tăng áp để giúp cho tăng công suất của động cơ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên thì công nghệ tăng áp trên C43 sẽ là công nghệ tăng áp điện với tên gọi là Turbo Electrify. Và công nghệ tăng áp điện này sẽ giúp cho cái độ trễ turbo hầu như là được triệt tiêu hoàn toàn quý anh chị nha. Và thực sự là mà nói thì quý anh chị sẽ cảm nhận được mẫu xe này đáp ứng chân ga, kể cả những cú thốc ga rất là mạnh, một cách rất là phấn khích ha, hầu như là không có độ trễ luôn quý anh chị à. Đây chính là cái giá trị lớn nhất mà công nghệ tăng áp điện Turbo Electrify mang lại cho quý anh chị trên mẫu xe MG C43 này. Và đây cũng là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên được sở hữu công nghệ turbo này, một công nghệ được đến từ các mẫu xe đua F1 ha quý anh chị. Đó, 408 mã lực, 500 Nm moment xoắn, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,6 giây. Trong khi trên C300, quý anh chị sẽ được trang bị một khối động cơ có công suất nhỏ hơn, 258 mã lực, 400 Nm moment xoắn, vẫn sẽ có công nghệ MyHybrid hỗ trợ, nhưng mà khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của C300 sẽ là 6 giây quý anh chị nhé. Điều này có nghĩa là mẫu xe C43 sẽ có công suất tối đa mạnh mẽ hơn C300 rất là nhiều. Và đây sẽ là mẫu xe thể thao thực thụ ha quý anh chị. Tiếp đến thì Thịnh mời quý anh chị chúng ta tiến đến phần hông xe quý anh chị nhé.
Đầu tiên thì với một cái nền tảng khung gầm giống nhau thì C300 và C43 có chiều dài cơ sở cũng như là chiều dài tổng thể không quá khác biệt nhau quý anh chị ạ. Nên là về độ rộng rãi bên trong nội thất thì thông qua những trải nghiệm thực tế của Thịnh đã từng lái qua C300 cũng như là C43 cho những cung đường dài, Thịnh thấy là nó hoàn toàn như nhau quý anh chị. Rồi, nhưng mà điểm khác biệt về phần mâm xe thì chúng ta sẽ nhận thấy rất là rõ. Trên C43 quý anh chị sẽ được trang bị là một bộ mâm kích thước 19 inch. Đây sẽ là mâm MG chính hiệu quý anh chị nha. Và điểm nhận diện đặc trưng của mâm MG là quý anh chị thấy chúng ta sẽ có một cái cùm phanh được sơn màu đỏ vô cùng nổi bật, khắc ký tự MG ở đây hả quý anh chị. Đĩa phanh sẽ là đĩa phanh thông gió được đục lỗ tản nhiệt vô cùng lớn và cái hiệu suất phanh này sẽ rất là tốt quý anh chị nha. Và đây sẽ là phanh 4 bis. Tất nhiên rồi, mà mỗi xe có khối động cơ lên đến 408 mã lực thì hệ thống phanh cũng phải đạt được hiệu suất rất là cao để đảm bảo an toàn cho quý anh chị, đảm bảo cho trải nghiệm lái xe vận hành phấn khích và thể thao của chúng ta được trọn vẹn hơn. Trong khi trên C300 thì quý anh chị sẽ được trang bị là một bộ mâm với kích thước nhỏ hơn. Đây là mâm, cũng là mâm thiết kế MG luôn quý anh chị, nhưng nó chỉ có 18 inch thôi và nó sẽ là 5 chấu kép quý anh chị ha. Bên trong cũng sẽ là cùm phanh có kích thước lớn được khắc dòng chữ Mercedes-Benz ở đây. Đĩa phanh thông gió đục lỗ tản nhiệt cũng là kích thước lớn. Tuy nhiên nếu như mà so về hiệu suất phanh thì hiệu suất phanh của C300 MG nó sẽ phù hợp với lại công suất động cơ 258 mã lực và nó sẽ không có cao như là trên mẫu xe MG C43 này quý anh chị nha. Tiếp đến về phần thân xe, Thịnh cũng muốn giới thiệu thêm là về hệ thống treo nha quý anh chị. Trên C300 MG quý anh chị sẽ được trang bị là hệ thống treo Comfort ha quý anh chị ha, cũng có khả năng thích ứng cứng mềm nhưng mà nó sẽ bị động. Còn trên mẫu xe MG C43 quý anh chị sẽ được trang bị là hệ thống treo MG Drive Control. Và với hệ thống treo MG Drive Control này, quý anh chị có thể tinh chỉnh độ cứng mềm của hệ thống treo luôn. Mà một lát nữa khi mà vào bên trong khoang nội thất, Thịnh sẽ giới thiệu tính năng này cho quý anh chị cùng xem nhé. Tiếp theo là về vận hành thì C300 MG sẽ trang bị là hệ thống dẫn động cầu sâu. Còn trên C43, mẫu xe MG thể thao thì chúng ta sẽ được trang bị là hệ thống dẫn động 4 bánh Formatic. À quý anh chị, đây cũng sẽ là một số những điểm khác biệt lớn nhất về phần thân xe giữa hai mẫu xe này. Còn lại những yếu tố như là gương chiếu hậu ngoại thất được sơn cùng màu với xe, hay là camera bên hông, hệ thống khóa cảm ứng thông minh Keyless Go, hay là viền cửa được mạ chrome sáng bóng thì hoàn toàn giống nhau hả quý anh chị. Bây giờ thì Thịnh mời quý anh chị chúng ta cùng tiến đến phần đuôi xe quý anh chị nhé. Vừa đây thưa quý anh chị, Thịnh đang có mặt ở phần đuôi xe của mẫu xe C300 MG với tạo hình thiết kế cụm đèn hậu thế hệ mới quý anh chị nha. Chúng ta sẽ là cụm đèn hậu vẫn là dạng hai phần thôi, nhưng mà sẽ có thiết kế sắc nhọn hơn, thanh mảnh hơn và thon dài hơn khi mà cụm đèn hậu này sẽ ăn sâu vào bên trong phần nắp cốp với dãy đèn LED định vị rất là đẹp mắt. Xi nhan thì sẽ được tạo hình cánh chim lông vũ để tăng thêm vẻ sang trọng cho mẫu xe C300 MG và cả mẫu xe C43 hả quý anh chị. Rồi, tiếp đến là về phần lipo ống xả thì đây là một cái điểm khác biệt đầu tiên quý anh chị nha. Lipo ống xả của C300 MG sẽ là lipo ống xả trang trí thôi quý anh chị à. Dạng tạo hình oval, dạng hơi vuông ha quý anh chị. Tuy nhiên thì đây là trang trí thôi, chúng ta không phải là bộ thật ha. Phía sau đuôi xe thì vẫn là sáo mắt cảm biến phía sau. Và cái điểm khác biệt nữa là ở trên phần đuôi xe này quý anh chị thấy là chúng ta sẽ không có một cái phần nẹp đứt gió quý anh chị nha. Đó, trong khi trên MG C43, tôi mời quý anh chị qua đây nha. Tạo hình thiết kế cụm đèn thì cũng sẽ giống nhau, nhưng mà xe MG 2 số thì tên của xe sẽ nằm ở bên phải ở đây quý anh chị nha. Dòng chữ C43 sẽ đặt ở bên phải, còn dòng chữ MG thì sẽ đặt ở bên trái như là quý anh chị thấy trên mẫu xe MG C43 này. Phía sau đuôi xe sẽ có một phần nẹp lướt gió để tăng thêm vẻ thể thao cho mẫu xe của chúng ta. Trung tâm vẫn sẽ là logo Mercedes-Benz. Và đây, điểm nhấn khác biệt giữa C43 và C300 MG, chúng ta sẽ có một hệ thống ống xả kép dạng tròn ha. Và đây sẽ là bộ thật quý anh chị nha, rất là đẹp mắt luôn. Và cái phần ốp trang trí của cản sau thông qua hai phần lipo này sẽ được sơn một cái dạng nhôm mờ giống như là kim loại vậy quý anh chị ạ. Trông nó rất là đẹp mắt, rất là thể thao và cũng cực kỳ nam tính. Phần cản sau thì cũng sẽ là những đường gân lướt gió ở đây để tăng thêm tính khí động học cho mẫu xe MG C43 của chúng ta. Nhưng mà nếu mà quý anh chị để ý kỹ thì những đường gân này nó sẽ to hơn, sẽ sắc sảo hơn so với lại C300 MG quý anh chị nhé. Rồi về phần cốp xe thì cả hai mẫu xe này cũng đều được trang bị là cốp điện và tính năng đá cốp thông minh quý anh chị nha. Dung tích cốp sau thì cũng sẽ tương đồng với nhau, rất là rộng rãi luôn. Và quý anh chị hoàn toàn có thể thông khoang ghế khi mà chúng ta có thể gập hàng ghế thứ hai xuống thông qua nút bấm đơn giản bên trái và bên phải ở đây ha quý anh chị. Và có một điểm mà khi nãy Thịnh chưa nói với quý anh chị, đó chính là trên MG C43 chúng ta còn có thêm công nghệ đánh lái bánh sau nữa quý anh chị nha. Với góc đánh lái tối đa là 2,5 độ. Chiều dài của xe là 4m7 51. Trên cả hai mẫu xe này thì cũng có thể gọi là một mẫu xe sedan không quá dài rồi, cũng khá là linh hoạt rồi. Nhưng mà với khả năng đánh lái bánh sau này sẽ giúp cho mẫu xe C43 của chúng ta khi mà quý anh chị vận hành ôm cua đi chẳng hạn thì nó sẽ ổn định thân xe được tốt hơn,
cũng như là giúp giảm bán kính quay đầu cho mẫu xe MG C43 này. Và đó chính là những điểm khác biệt giữa C300 MG và C43 về cả thiết kế cũng như là công nghệ bên ngoài ngoại thất. Bây giờ thành mời quý anh chị chúng ta tiến vào bên trong khoang nội thất của mẫu xe C300 MG để cùng điểm qua những điểm nhấn khác biệt quý anh chị nhé. Trước khi mà chúng ta bước vào bên trong khoang nội thất của mẫu xe MG C43 bên đây thì Thịnh cũng muốn giới thiệu lại một số những điểm nhấn nổi bật về nội thất của C300 quý chị ha. Một giao diện thiết kế hiện đại sang trọng vô cùng cấp tiến. Chúng ta sẽ có màn hình trung tâm 11.9 inch, cảm ứng nhanh nhạy, hiển thị sắc nét. Màn hình sau vô lăng 12.3 inch. Thì cả hai mẫu xe đều tương đồng như nhau về yếu tố này quý anh chị nha. Nhưng mà trên C300 thì quý anh chị sẽ được trang bị ốp họa tiết, ốp sợi kim loại họa tiết này quý anh chị nha. Nó có tạo hình giống như là carbon quý anh chị à. Đó, bên trên táp lô cũng sẽ được bọc da nắp 3 lúc, rất là đẹp mắt ha. Bên trong hộc trung tâm này quý anh chị vẫn sẽ có sạc không dây và kết nối CarPlay không dây. Về công nghệ an toàn cũng như là gói công nghệ hỗ trợ lái thì chúng ta sẽ có gói công nghệ hỗ trợ lái B20, bao gồm tính năng tự động giữ khoảng cách và ba công nghệ hỗ trợ trong khi vận hành. Ví dụ như là chúng ta sẽ có là hệ thống hỗ trợ phanh chủ động, hệ thống giám sát làn đường chủ động, hệ thống hỗ trợ điểm mù. Về công nghệ hỗ trợ lái an toàn này thì cả hai mẫu xe đều giống nhau quý anh chị nha. Rồi, về phần vô lăng thì trên C300 chúng ta sẽ được trang bị một vô lăng vác đáy đi kết bọc da nắp 3 tạo hình giống như là vô lăng MG. Nhưng đây là vô lăng tạo hình giống vô lăng MG thôi quý anh chị nha, chứ chưa phải là vô lăng MG chính hiệu quý anh chị à. Mà vô lăng MG chính hiệu thì lát nữa khi mà qua mẫu xe C43 mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái vô lăng thực thụ của MG quý anh chị nha. Rồi ok, về tiện nghi thì cũng sẽ tương tự như nhau quý anh chị à. Chúng ta cũng sẽ có là camera 360 với chức năng giả lập 3D. Về chế độ lái của C300 thì quý anh chị sẽ có là tổng cộng là 5 chế độ lái: Eco, tiết kiệm, Comfort, êm ái, Sport thể thao, Sportless thể thao hơn với khả năng giả lập tiến bộ, và Individual, một chế độ lái cho phép quý anh chị có thể cá nhân hóa những cái thông số trên để có thể tạo ra một chế độ lái theo sở thích của quý anh chị. Đó là một số những điểm khác biệt. Về điều hòa thì C300 sẽ được trang bị là điều hòa hai vùng nhiệt độ độc lập bên trái và bên phải riêng biệt, cũng như là hệ thống lọc không khí tiên tiến mà quý anh chị có thể xem thông qua một menu này quý anh chị nha. Chúng ta sẽ xem được nhiệt độ, cái hệ thống chất lượng không khí bên ngoài cũng như là bên trong xe của chúng ta nó đang ở mức nào quý anh chị nha. Ok, trên C300 thì Thịnh sẽ giới thiệu đơn giản thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến phần quan trọng nhất trên C43, nội thất nó sẽ khác biệt với xài C300 như thế nào quý anh chị ha. Ok, thưa quý anh chị, trước khi mà Thịnh khởi động khối động cơ rất là uy lực của mẫu xe MG C43 này thì Thịnh cũng muốn giới thiệu đây là chiếc chìa khóa thế hệ mới của các mẫu xe C-Class quý anh chị nha. Nhưng mà trên C43 chúng ta sẽ có thêm dòng chữ MG ở ngay bên dưới logo Mercedes-Benz nữa. Còn trong khi trên C300 thì quý anh chị sẽ không có dòng chữ này quý anh chị nha. Cũng như là mặt sau chúng ta cũng sẽ không có dòng chữ MG. Thì đây cũng là cái điểm nhấn khác biệt về cái chiếc chìa khóa trên mẫu xe C43 so với lại C300 MG. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem là với khối động cơ 408 mã lực thì khi khởi động nó sẽ uy lực như thế nào hả quý anh chị. Vừa rồi là Thịnh vừa mới khởi động xe với tính năng Emotion Start ha. Khi mà quý anh chị chúng ta đè lẫy sang số cũng như là đạp phanh và chúng ta ấn khởi động máy thì xe sẽ khởi động với vòng tua cao hơn, tiến bộ sẽ phát ra uy lực hơn để tăng thêm cái sự phấn khích cho quý anh chị ha. Đây là một cái tính năng đặc trưng thường có cho những mẫu xe MG hai số hay số cao hả quý anh chị. Và nói về phần lẫy sang số thì nếu quý anh chị để ý là chúng ta sẽ có một cái lẫy sang số, nó sẽ thiết kế to hơn. Do là xe thể thao nên là chúng ta cũng sẽ rất là thường xuyên phải sử dụng lẫy sang số để tăng thêm khả năng phấn khích cho mẫu xe này. Nên là lẫy sang số được thiết kế to hơn, dễ nhìn thấy hơn và dễ sử dụng hơn là điều tất yếu ha. Lẫy sang số trên mẫu xe C300 MG thì sẽ không có quá to như thế này đâu quý anh chị à. Rồi, và đây, quay trở lại phần quan trọng nhất, đây chính là một chiếc vô lăng MG chính hiệu mà Thịnh rất là vinh dự khi được giới thiệu đối với anh chị. Một vô lăng MG chính hiệu thì sẽ như thế nào quý anh chị à? Chúng ta sẽ có một cái núm xoay trono bên phải của vô lăng để thay đổi chế độ lái như Thịnh đang thao tác ha. Đó. Và nói về chế độ lái thì mẫu xe C43 chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 chế độ lái ha quý anh chị. Đây là chế độ lái đường trơn. Quý anh chị quan sát màn hình bên đây để dễ tham khảo nhé. Đây là chế độ lái đường trơn quý anh chị ha. Đây là chế độ lái Individual cũng giống như trên C300 MG. Đây là chế độ lái Comfort, Sport, Sport cộng và một chế độ lái rất là thể thao luôn đó chính là chế độ lái Race ha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị sẽ thấy cái điểm khác biệt là chúng ta có nhiều chế độ lái hơn và lại không có chế độ lái Eco. Dĩ nhiên rồi, cho một mẫu xe thể thao thì mức tiêu hao nhiên liệu cũng sẽ cao hơn so với một mẫu xe thông thường. Nên là cái phần không có chế độ lái Eco cũng là một việc dễ hiểu ha quý anh chị. Ok. Tiếp đến là phần bên trái của vô lăng, như hồi nãy Thịnh có giới thiệu. Đầu tiên là mẫu xe của chúng ta sẽ có được trang bị hệ thống MG Drive Control, hệ thống treo, có thể tinh chỉnh khả năng cứng mềm,
nên là quý anh chị sẽ tinh chỉnh cái độ cứng mềm của hệ thống treo này thông qua một cái bộ tổ hợp phím bên trái này quý anh chị nha. Như hiện tại là Thịnh đang để sẵn ở hệ thống treo này là Sport cộng nè. Thịnh có thể chuyển nó sang Comfort hoặc là Sport hoặc là Sport cộng, tương ứng với lại cái độ mềm và cứng tăng dần ha. Và cái hệ thống treo này nó cũng sẽ thích ứng với lại chế độ lái nữa quý anh chị nha. Ví dụ như quý anh chị chuyển sang chế độ Comfort thì hệ thống treo nó cũng sẽ thiên về Comfort. Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ lái Sport cộng thì hệ thống treo cũng sẽ tự động cứng hơn để đảm bảo cái khả năng vận hành phấn khích thể thao và tăng cảm giác lái trải nghiệm tốt hơn cho quý anh chị nha. Đây là tính năng bật bô on off ha quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể bật bô on hoặc là off. Âm thanh động cơ quý anh chị sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt rất là rõ ràng ha. Khi mà chúng ta bật bô on lên thì quý anh chị sẽ cảm giác là cái động cơ này nó dồn dập hơn, nó thôi thúc hơn rất là quý anh chị. Đó. Có thể tinh chỉnh cứng mềm, có thể bật bô on off ra thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái hạng mục khác mà quý anh chị hoàn toàn có thể là quý anh chị thay đổi những cái hạng mục này thông qua màn hình trung tâm này nha. Chúng ta có thể sắp xếp hoặc là thêm bớt ngay trên màn hình này ha quý anh chị. Đó, có rất là nhiều mục để quý anh chị có thể tinh chỉnh và thay đổi luôn. Nên Thịnh mới nói là trên C43 chúng ta sẽ có rất là nhiều những chương trình, rất là nhiều cũng như là rất là nhiều liên quan tới việc vận hành thể thao ha quý anh chị. Đây thực sự là một mẫu xe AMG thể thao thực thụ dành cho những quý anh chị nào chúng ta yêu thích phong cách lái thể thao, cảm giác lái phấn khích trên một khối động cơ vô cùng mạnh mẽ như mẫu xe AMG C43 này quý anh chị nha. Rồi tiếp theo là về phần công nghệ hỗ trợ lái. Như hồi nãy Thịnh có nói, với mẫu xe C300 AMG chúng ta cũng sẽ có gói công nghệ B20 mới nhất, bao gồm tính năng tự động giữ khoảng cách, giới hạn tốc độ, ga tự động, hay là trong khi vận hành chúng ta sẽ có hệ thống hỗ trợ phanh chủ động, giám sát làn đường, hệ thống hỗ trợ điểm mù. Rồi hệ thống lọc không khí Energizing Air Control tương tự như là trên C300 AMG. Tuy nhiên thì trên C43 hệ thống điều hòa sẽ cao cấp hơn C300 quý chị nha. Chúng ta sẽ được trang bị là điều hòa Thermotronic 4 vùng nhiệt độ độc lập, bao gồm 2 vùng nhiệt độ bên trái và bên phải của hàng ghế trước và 2 vùng nhiệt độ bên trái và bên phải của hàng ghế sau, như Thịnh đang thao tác ở đây quý chị nha. Và người ngồi ở hàng ghế trước cũng có thể tinh chỉnh nhiệt độ dùm cho người ngồi ở hàng ghế sau được luôn thông qua cái hạng mục menu này ha quý anh chị. Ok, rồi những cái tiện nghi khác như là cửa sổ trời toàn cảnh hay là 15 loa Bermester 3D âm thanh vòm thì cũng sẽ tương tự như nhau. Về mặt trang trí thì C43 sẽ có điểm nhấn khác biệt hơn khi mà cái phần ốp táp lô ở đây chúng ta không phải là ốp sợi kim loại giống như trên C300 AMG, mà chúng ta sẽ là được ốp gỗ sần quý anh chị nha. Và sẽ có những đường kẻ vân nhôm sọc giống như là thiết kế trên mẫu xe Maybach quý anh chị ạ. Đây cũng là một cái điểm nhấn mà nó tăng thêm tính sang trọng cho mẫu xe AMG C43 này. Mặc dù mẫu xe này là mẫu xe thiên hướng thể thao và rất là khả sở, có động cơ rất là mạnh mẽ ha quý anh chị. Về phần da ghế thì quý anh chị thấy là chúng ta đều được trang bị bộ ghế da giống như nhau quý anh chị ha. Và với tùy chọn nội thất là màu nâu thì quý anh chị sẽ thấy là cái phần đệm mông cũng như là tựa lưng sẽ là màu nâu quý anh chị nha. Nhưng mà phần viền ngoài vẫn sẽ là màu đen. Đó, và C43 sẽ có tùy chọn nội thất màu đỏ nữa quý anh chị nha. Nội thất màu đỏ classic rất là đẹp mắt, rất là thể thao luôn quý anh chị ạ. Ok, và đó sẽ là một số những cái điểm nhấn nổi bật so sánh giữa mẫu xe C300 AMG và C43. Với mức giá chênh lệch nhau là 500 triệu đồng, C300 AMG đang có mức giá bán là 2.099 tỷ. Còn C43 sẽ có mức giá bán đã được điều chỉnh giảm xuống còn 2.599 tỷ. Thực sự mẫu xe này trước đây có giá bán là 2.960 tỷ lận quý anh chị ạ. Và cả hai mẫu xe này đều là xe lắp đẹp, nên là chúng ta cũng đang cắt giảm 50% thuế trước bạ dành cho những mẫu xe lắp trong nước. Nếu như là C300 thì quý anh chị sẽ tiết kiệm được cho mình là 105 triệu đồng. Còn trên C43 quý anh chị sẽ tiết kiệm được cho mình là 142 triệu đồng quý anh chị nha. Đây là thời điểm rất là tốt để quý anh chị có thể sở hữu một mẫu xe thể thao như là C43 hoặc là một mẫu xe mang phong cách thể thao và sở hữu tiện nghi đầy đủ như là C300 AMG. Ok, và đó chính là một số những điểm mà Thịnh muốn mang đến cho quý anh chị trong video ngày hôm nay. Nhân tiện quý anh chị muốn xem xe thực tế hay là thậm chí trải nghiệm lái thử thì Thịnh đang có sẵn hai mẫu xe lái thử trong video này. Quý anh chị có thể liên hệ với Thịnh để nhận được những sự tư vấn thật là nhiệt tình cũng như là hỗ trợ lái thử trải nghiệm trực tiếp quý anh chị nhé. Còn bây giờ thì Thịnh xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Thịnh rất là nhiều. Thịnh sẽ để video review chi tiết cho từng mẫu xe C300 và C43 này ở bên dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Thịnh và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.